Ngay sau khi 4 cảng hàng không khu vực miền Trung gồm Đồng Hới, Phú Bài, Đà Nẵng và Chu Lai khai thác máy bay trở lại sau bão số 6, các hãng hàng không đã tăng cường khai thác nhiều chuyến bay để giải tỏa hành khách. Trong thời gian do ảnh hưởng của cơn bão Trà My, Vietnam Airlines đã phải hủy gần 90 chuyến bay nội địa quốc tế. Sau khi được khai thác trở lại, Vietnam Airlines tăng cường thêm ít nhất 6 chuyến bay khác giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng trong ngày 28 tháng 10 để hỗ trợ hành khách bị ảnh hưởng. Tương tự, Vietjet và Bamboo Airways cũng đã tăng cường chuyến bay linh hoạt trong giờ khai thác để giải tỏa khách do chuyến bay bị chậm hủy hôm 27 tháng 10. Các hãng khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch di chuyển tại các sân bay Đồng Hới, Phú Bài, Đà Nẵng và Chu Lai trong thời gian này nên thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết, thông tin của hãng nhằm chủ động lịch đi lại.